Hồi đó tôi coi cái BBC World các bạn, nó có một câu là water is teemed with life. Baby shark, baby shark, baby shark các bạn, baby shark, bây giờ nó cắn mình luôn. Đây là ngày đầu tiên ở resort này. Thì hôm qua người nhân viên đã nói là cái cảnh mặt trời mọc ở đây là please don't miss. Cho nên là sáng nay ráng thức dậy ra đây để ngắm mặt trời. Đây là hướng này mặt trời. Sao thế này ngồi lên đó. Ở đây có cái hồ bơi vô cực nữa nè. Ôi chụp hình này đẹp mó. Đây nè. Bạn nào mà đi làm đám cưới thì qua đây chụp hình nha. Người dân ở đây chủ yếu là dân Ấn Độ. Nói tiếng Anh thì cũng là... Nói tiếng Anh thì hiểu rồi đó. Nói chung là cũng may là nhiều năm kinh nghiệm phiên dịch, 20 năm cho nên là quen người Ấn Độ rồi. Còn hôm qua mấy ông khách khác rất là khó khăn. Khi mà mấy anh giải thích thì cứ hỏi lại mà tốn hết 10 phút mới thông suốt được. Giờ này là 5 giờ 45. Thì đây là toàn cảnh các bạn nha. Là nhà trung tâm của cái hồ bơi. Một số người đang ngắm mặt trời giống mình. Rồi nhân viên đang thu dọn. Và đây zoom từ ra ha. Đây camera đảo ra ngoài kia. Đây là một cái vườn sáng rồi. Mà thấy không, đây là hồ bơi vô cực nè. Nè. Mà nếu mà chụp cái góc này là rất đẹp đúng không? Đây là một người đang đi trên nước. Đây. Rồi, người quen. Đây là cái khung cảnh đứng trên mặt nước. Huyền thoại của Mandy ha. Quá đẹp. Đây buổi sáng người ta sẽ có tập yoga. Đây là cái cảnh bờ biển nè. Các bạn nhìn. Wow, quá đẹp, quá đẹp. Nước trong suốt luôn kìa, không có một miếng. Cát vô cùng trắng, nước vô cùng trong. Ủa cái gì vậy? Con cá hả? Ồ, cá lớn vậy hả? Ừ. Bởi vậy, nhiều khi ở đây có cá voi, cá heo gì hả? Lagoon mà. Ừ. Ôi. Cá bự lắm. Ôi, cá chuồn. Cá chuồn hả? Nó phóng lên. Ừ, cá chuồn ăn ngon lắm á. Trời ơi, có mấy con chim nhảy xuống đớp mấy con cá. Ừ. Ở đây là vậy là sinh vật biển nó còn nguyên. Ở xa xa là mấy cái đảo nhỏ kìa. Một số cái thì chỉ có vừa một cái resort thôi. Ồ, đẹp quá. Trời ơi. Ôi, nhiều lắm nè, quay. Thấy rồi, đang quay nè. Wow, quá trời nhiều luôn. Nhiều lắm luôn. Đi ra tới đây rồi mới thấy nó nhiều nè. Đó. Ờ, nó bao cả một vùng đen luôn. Mình sẽ đi lại gần hơn. Từ. Ngày mai mặc quần cục đi. Xuống đây. Đây. Cái đá này các bạn. Là san hô với lại mấy cái vật cái biển nó chết á. Nè, tạo thành đá như vậy nè. Đá vôi. Đây là hai chiếc tàu cao tốc. Ở đây là một cái lagoon, có nghĩa là một cái đầm, cái phá, cái vịnh nhỏ. Ha, thì tất cả đều có đá san hô bảo vệ. Cho nên là đi vô á thì phải đi vòng, có một đường nhỏ đây các bạn. Thay vì đi thẳng ra ngoài biển thì không được, cho nên là hai chiếc cano đó nó phải chạy vòng ra đó. Ngay cái cửa là chỗ kia kìa, cái cửa biển đó nó chạy vòng ra đó mới về sân bay được. Trời ơi, cảnh ở đây đẹp đến nỗi mà mình bước vô cái khung cảnh mình sợ làm cho cảnh nó xấu đi luôn á. Không, mà làn nước có một con cá rất là đẹp đang bơi ở dưới, nhưng mà nó là cá nhám bạn nha, cá nhám nha. Đấy, cá nhám nha, con này nấu canh chua lẩu chua cũng được. Nhám đi. Sát thủ kìa, sát thủ của làng cá nhỏ. Đó, nó bơi một cách yên bình luôn. Đây, bây giờ là trời đã sáng.
cho mọi người xem toàn cảnh của cái chỗ mà cái hồ bơi của resort. Hồ bơi vô cực nha, cho nên nhìn nó giống như là nó giáp với biển vậy. Bên đây là bãi biển cát trắng rất là đẹp, cực kỳ đẹp, vô cùng đẹp. Ở đây là chỗ người ta đang tập yoga. Đây có những cái ghế để mà ngồi ngắm biển, ngắm mặt trời. Còn đây là cái nhà hàng. Ồ, anh vô đây. Ở đây có một cái đèn làm từ cái vỏ hào, vỏ hào ráp lại nè. Cái nhà hàng hôm qua mà lúc tối mình thấy người ta đứng hát đó. Đây là theo cái phong cách của thổ dân. Có cái giường nữa. Chắc nằm giường, nằm trên giường uống rượu. Đây, sáng nay có một còn, chú chim vẫn còn cò. Có một con giống cò nhưng không biết phải cò hay không, nó đang đi săn mồi trên bãi biển. Và có một áo đỏ đang ngồi săn nó. Săn hình nó. Săn hình thôi. Còn áo đen đang săn hình áo đỏ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống biển. Ôi cá nhảy nó kìa, đó đó đó, ngay cái đầu cá, à. Cái ngay đây, cái kiểu này là chỗ nó sống hay sao á. Cái con chim, con chim nó con cá. Hồi đó tôi coi cái BBC World các bạn, nó có một câu là water is teemed with life. Baby shark, baby shark, baby shark các bạn. Baby shark. Có giờ nó cắn mình luôn. Nó đi ăn mấy con cá. Đúng rồi. Các bạn, cá nhỏ em lượm trên này thấy không? Thấy không? Cá nhỏ nè. Nè. Cái điện thoại tôi chống nước ở cấp độ 2 thôi nha. Cho nên là không có dám đưa xuống nước. Hồi nãy có một con cá mập đấy, cá mập, cá mập. Ôi. Ôi nó cắn, nó ăn cá. Nó ăn cá. Đúng rồi. Các bạn thấy cuộc sống nguy hiểm không? Những con cá bình yên đang dạo dạo thì con cá kia xuất hiện và thấy là trời ơi, nó bơi kìa, nó bơi với mình kìa. Cái đó. Đầy hết trơn luôn nè. Wow. Cá mập đó thì nó nhỏ nhỏ thôi bạn, nó chỉ có khoảng nửa mét thôi cho không sao. Nè, ở đây đang có một con chim rình ở trên bờ. Ồ, nó rình giống cục đá luôn á. Ờ, nhìn đi như cục đá luôn, nó rất là kiên nhẫn nãy giờ. Ở dưới nước thì có con cá mập con. Bờ đàn cá này thì nó sinh sôi nở rất là nhanh. Còn nó sống ở bờ đá. Cái đàn cá này là đang là con mồi cho hai đối tượng trên. Nguyễn một bầy. Nè Nguyễn một bầy nè. Cá nhỏ. Ở đây cá không ai khai thác hết trơn á. Hôm qua mình hỏi á thì nhân viên nó nói là ở đây cấm khai thác cá gần bờ. Mà lấy ông quốc gia ở giữa biển luôn mà cấm khai thác gần bờ nha. Bởi vì cá nó một đàn cá mấy ngàn con kìa, nhỏ nhỏ kìa. Nó rất là thân thiện. Sát bờ luôn. Nó không có sợ. Nó đi. Nó bờ nhanh sợ. Đúng rồi. Thế là mình đi xuống thì nó cũng cảm nhận được nó né. Kìa kìa kìa, con cá mập nó đi săn á. Cá mập ngày nó ăn nhiều lắm sao. Ồ, bơi với cá thiệt nè. À. Swim with the fish. Đúng rồi, đúng rồi, nghe cá không nè. Giống như là tưởng tượng giống cái cảnh mấy con cá mà nó rỉa. Rỉa cái chân á. Rỉa. Nhỏ xíu không vậy. Ở đây thì đá nhiều. Ở kia cát nhiều hơn à? Ở kia cát nhiều hơn. Ở kia dễ tắm hơn á, nghĩ vậy. Đúng rồi. Như nó chỉ có mấy cái cọng. Trời ơi, như đây nó quá trời nhiều luôn nè. Anh thấy cái mặt nước không? Mặt nước kìa. Nhóc cái đầu nó lên kìa. Ôi. Ôi. Ôi, cá lừng kìm. Bởi vì cá mập nó đi vô đây phải. Trời ơi. Ý tụi tôi nói nãy giờ cá mập là con cá baby shark đó nha. Chứ không phải là con real shark. You are on YouTube. Hey, you are on YouTube too. Này con này nó bay các bạn. Nó bay kìa. Các bạn có bao nhiêu có vote là tôi để máy xuống nước không? Này không phải là livestream ha. Có livestream cái mình hỏi 100 vote cái mình để máy xuống nước. Đứng yên nãy giờ. Nó nghĩ là mình không thấy nó. Ủa hai con này nãy bay bên kia mà bây giờ bay qua đây rồi. Chúng bay qua lại hả? Ủa hai con này luôn, con lớn con nhỏ. Hình như con mẹ con con hay sao á. À. Con tới hai con. Con này con nè. Trời ơi, nó không sợ mình luôn. Nó không sợ. Giống gà con kìa.
giống thiệt. Rồi, mai mốt. Đá đây quá trời riêu luôn. Mấy cái hốc đá này là nhà của mấy con tôm ốc rồi nè. Ừ, hôm qua có một con cua đó. Con vật này nó vẫn kiên trì đi săn à, mà đúng rồi, mỗi ngày nó được ăn. Favorite food của nó.